Our chan practice, cái thiền mình tu, I keep on telling you that the very important part of the chan practice is to lay the foundation. Okay. Thầy nói cái việc hỏi, thiền đó, cái phần cái thiền rất quan trọng, mình xây cái nền tảng cho nó tốt. Because how you build the foundation determines how far you can go, how high you can reach. Tại vì cái nền tảng á, nó quyết định cho quý vị trong tương lai, quý vị có thể đi được bao xa, quý vị sẽ với được bao cao. Okay. And therefore, I found that my teacher, and thấy ngài Chiên Hóa đó, ân sư của thầy, he lays out the best foundation that I could find in my research about teaching chan. Nghiên cứu về cách huấn luyện thiền, tại vì ý thấy cái phương pháp này tiến hóa là phương pháp tốt nhất để mà xây cái nền tảng đó. So what is the foundation of chan? Cái nền tảng của thiền là gì? You heard it before, and it's called rules of precepts, rules of morality. Okay. Cái nền tảng của thiền mình nó dựa trên cái giới và cái đức. Okay. So it's important when you practice chan to remember what it's about. Phải nhớ, như khi mình tu thiền phải nói nhớ, mình cứ ôn lại những cái nền tảng mình là gì. Because if you have the proper, you keep precepts, you'll be able to steal your mind. Quý vị, mà nếu như quý vị giữ được giới, quý vị sống một cách, có cuộc đời đạo đức, thì cái tâm quý vị nó sẽ được yên lặng. You'll be at peace at all times. Cái tâm quý vị nó yên, nó an ổn khi quý vị giữ được cái giới thanh tịnh. Alright, it's that simple. The reason we have so many false thoughts in our minds is because we're not that strict with our precepts, with our rules of morality. Lý do mình vọng tưởng nhiều là tại vì mình excuse me, mình không có giữ giới thanh tịnh, mình không có quý trọng cái đạo đức. Okay. So my master has a very, very clever way of explaining the precepts. Ngài Điện Hóa đó, ngài có một cách rất là khéo léo để mà giảng về cái giới. Because in Buddhism, the foundation of all the precepts is the lay people's five precepts. Cái Phật giáo mình cái căn bản của cái giới là cái ngũ giới. Okay, the five precepts for lay people, cái giới ngũ giới đó là cho người tại gia. Well, actually, it's the foundation of all the morality. Okay, in Buddhism, cái ngũ giới nó vẽ rất là giản dị. Thực ra là cái nền tảng của tất cả những cái giới pháp trong cái Phật giáo mình. Okay, and so tonight I'd like to talk about how my master. Thank you very much. My master explained the five precepts. And tối hôm nay tôi muốn nói bàn về cách ngài thường hay giảng ngũ giới. He explains it as the six principles. Ngài giảng cái ngũ giới bằng cách là cái lục tông chỉ, lục tông chỉ. It's because in Buddhism we cannot explain the five precepts to you unless you hold the precepts. Unless you receive the precepts. Phật giáo có cái điều ngặt ở chỗ này là trừ phi quý vị thọ ngũ giới, chúng tôi dạy cái giới thể quý vị không được. We're not allowed to explain the precepts to you, okay? Unless you keep the precepts. However,
if we cannot explain the precepts to you, how are you gonna build the foundation for chan? Okay. Mà nếu không giảng cái gì cái giới á, thì làm sao mà cái gì biết cách để mà cái lề lối là cái gì để mà xây cái nền tảng của thiền mình bây giờ? So my master thought of something called the six principles, which are the equivalent. The equivalent of the five precepts. Ngài Thiền Hóa Ngài giảng cái ngũ giới bằng cách là dùng cái lục đại tông chỉ. Ai cũng có thể giảng được, ai cũng có thể nói được. Alright? So far so good? Mm. So, I read about the six principles that he explained a long, long time ago in English. Thầy đọc về cái lục đại tông chỉ là lâu rồi. It's about maybe over 20 years ago, over 2 decades ago. Thì đọc cái lục đại thông chỉ Ngài Thiền Hóa giảng cách đây hơn 20 năm rồi. Okay. And the past few weeks I read it again in English. Mấy tuần vừa qua tôi bắt đầu đọc lại cái lục đại thông chỉ Ngài Thiền Hóa giảng về tiếng Anh. They translated his disciple translated in one of the chapters here of this book. Đệ tử Ngài soạn ra nó cuốn sách là có cuốn sách này. Trong một cái chương, okay, it's a chapter, let me see, called stillness, nói về cái vắng lặng, cái tình, okay, tỉnh tình, and I'm amazed that that exactly it sounds like the things I read about 20 years ago, thì thầy mới thấy lạ là tại vì họ nhiều dịch là cùng một cái phần đó mà lúc trước thầy đọc 20 năm trước mà thầy so I like to read it to you tonight and ask for your opinion. You see, I'm curious because I'm curious as to how he explained it himself. Thầy là làm sao ngài thiếu ngài giảng cái lục đại tông chỉ ngài ra sao versus the way I've been explaining it to you these past 10 years. Nó khác cái cách thầy giảng lúc đại thông chỉ với thầy giảng khi là sao trong 10 năm qua. Sounds good? Okay. So here's what he says. The first principle is no fighting. Thứ nhất á, ngài nói là không tranh. Đấy, vũ tranh. He says, why is that the world is getting worse and worse every day? It's because everybody is fighting for fame, profit, authority, and position. Nói tại sao cái thế gian này nó càng ngày nó càng tệ? Là tại vì ai cũng đấu tranh cho danh, cho lợi, cho quyền thế, địa vị. The fifth kind of fighting is that which involves lust. Cái loại đấu tranh mà nguy hại nhất á, là nó liên hệ về cái tình dục. People fight with themselves all the time. One moment they want to cultivate the way. Mọi người á, thích đấu tranh với nhau khi họ bắt đầu tu. Especially cái đó đúng là tại vì nhất là trong cái nhà bếp của mình á. In particular, you go to a temple. The kitchen or the temple, that's where most of the fiercest fighting occurs, in my humble opinion. Đối với cái cách nhìn của thầy, cái nhà bếp là cái mà cái chỗ đấu tranh mà ác liệt nhất trong chùa. Okay, not the chan hall, mind you, không phải cái thiền đường hay chưa. It is the kitchen. Okay, it's non-stop fighting. Everyone who goes to the kitchen will realize that they never realize that the people in the temple hated each other that much. Người ai vào cái chùa, vào cái nhà bếp cũng không ngờ là trong chùa, người trong chùa nó ghét nhau, nó đổi như vậy, thù nhau, nó đổi như vậy. Phải không sư cô? Okay. The next moment they want to strike it rich or they want good food to eat. Rồi họ lúc mà đấu tranh, lúc mà tu thì đấu tranh với nhau. Rồi họ muốn làm giàu, muốn chùa lớn hơn. Rồi họ muốn đồ ăn ngon. At no time are they peaceful within themselves.
rất hiếm mà họ thấy được cái an lạc với bản thân mình. Why is that? Because you're always seeking outside. Có nghĩa là mình cứ chạy ra ngoài hoài. Okay? It seems like your life is always lacking something. Like people asking hard questions. Như cuộc đời, nó cái gì mình cảm thấy thiếu thốn. Because you feel something is always lacking. That's why you always go and hoard more things in your life. Cuộc đời mình thấy nó thiếu thốn, thành mình muốn thêm đồ. Okay? You want more money, you want more fame, you want more power, you want a better status. Vì thế, mình thấy thiếu thốn, thành mình đòi thêm tiền, thêm danh, thêm lợi, thêm địa vị. Vì vậy, mình cái tâm mình không được an lạc. That is why people nowadays have no peace in their mind. Vì vậy, cuộc đời này, con người thế gian này không có được cái yên ổn trong cái tâm của mình. The mind is always agitated. Cái tâm mình nó luôn luôn nó vòng động. Alright. Since people fight in their thoughts, they cannot get along with one another, and so there's strife among people. Họ đấu tranh, con người đấu tranh trong cái tâm của họ. Thành ra họ không có thể nào có sự giao hữu với người khác. Thành ra có cái sự tranh chấp giữa người. Confrontation and strife also happen among people. Rồi họ xung đột với nhau. Because most are competing for personal advantages. Tại tất cả mọi người đó đều cầu cái lợi. Okay. When I went to business school, lúc mình đi học, trường đại học về kinh doanh xí nghiệp. We learn about the invisible hand, Adam's theory, nói về cái luật của người Tây phương ta nói đó, là the invisible hand, meaning that everyone is out for his profits. Ai cũng cầu cái tư lợi. Okay, that's the rule of the jungle in this society. Trong cái xã hội thời này, cái xã hội này đó là giống như ở trong luật rừng vậy đó, là ai cũng cầu lợi đấy. Everyone for himself or herself. Ai cũng tự túc mà mạnh ai mà nấy sống. Okay, so the big fish eat the small fish. Cá lớn ăn cá bé. That is the law of the jungle. Luật rừng nó như vậy. Okay. You too weak, you too small, you'll be eaten. Nhỏ thì bị sẽ người lớn yếu sẽ bị người mạnh ăn hiếp. That's just life. Okay, and that's we accept it as the norm of society. Có người mình chấp nhận cái đó là cái bình thường của cuộc sống. In Buddhism, we don't accept it. Phật giáo mình không có chấp nhận cái chuyện đó. In Buddhism, my master put it. No fighting, okay. Mình Phật giáo mình như ngài từng nói dạy là không có tranh, okay. Because you fight for personal gains, mình tranh để mình có cái tư lợi của mình, okay. You fight to have your way, mình tranh để mình được theo cái ý của mình, okay. When you like that, you plot day and night to get what you want. Cái tâm người tranh đó, nó chuyên môn tính toán ngày đêm liên tục để mà đạt theo ý mình muốn. Yes or no? We plot day and night to get what we want. You know, for example, nowadays you go to work. Ví dụ quý vị tới công ăn việc làm. Okay. If you want that promotion, you need to, you want to fight for your project, for your promotion, you need to plot day and night. Cái gì tới sở làm mà con dành cái công ăn việc làm, dành cái tăng chức, dành cái tăng lương đó, là mình phải suy nghĩ đấu tranh ngày đêm liên tục. You go home, you bring that fighting mind to your family. You bring it home.
mình đấu tranh ở sở xong mình đem cái tâm đấu tranh về nhà thì we cannot stop, mình ngừng không được. Yes or no? No? That's just life, we accept it. Mình chấp nhận cái đó là cuộc sống của mình. Alright? Why do they want to compete for advantages? Many do that out of a wish to sustain the families. Mà tại sao cứ dành cái lợi hoài vậy? Thì nhiều người dành cái lợi để mà lo cho gia đình mình. Yes or no? Huh? We take care, we fight in order to be able to provide for your families, for our families. Mình tranh giành, giành giật để mình cung phụng, lo cho cái gia đình mình. Yes? And the foundation of the family unit is built upon sexual desire. In order to sustain sexual desire, people have to fend for their own families and need to mutual strive and struggle. Okay? From mutual strife among families of strife among countries. Rồi khi mà đấu tranh trong gia đình với nhau đó, thì nó xảy ra, nó lan rộng ra đấu tranh với cộng đồng, là đấu tranh giữa quốc gia với nhau. The reason for wars in nation remains by and large the same. It starts with contention between different citizens within the same country, and we won the wars in different countries. Thì cái sự đấu tranh giữa quốc gia nó xảy ra tại vì người cá nhân cãi lộn với nhau, đấu với nhau, rồi nó lan ra, nó từ cái người quốc gia đấu với nhau. What Master XuanHua fails to notice is this. Okay? Thì Ngài Thiện Hóa, Ngài cũng biết cái lý do, the real reason for people to go to war, the countries go to war against each other is what? Cái lý do chính mà tại sao quốc gia nó đi đấu nhau. Anyone? Có ai biết không? Anyone? Why? What's the reason why people, countries go to war? Tại sao cái quốc gia nó đi đấu với nước khác? Yes. Resources. Yes. Economic gains. Cái lý do mà quốc gia đấu tranh với nhau, đánh nhau là tại vì cầu cái lợi của cái kinh tế. Nowadays, for example, you invade the smaller countries because of their resources. Yeah, bây giờ mình qua mấy nước mạnh nó giành nước, giành qua xâm lăng nước yếu là tại vì xâm lăng đất là tại vì cầu cái có cái tài nguyên của họ. Okay, their resources. Okay, and So Master XuanHua says, when you meditate, the first thing you want to do is to stop these thoughts of fighting. Ngài Thiện Hóa, Ngài nói đó, khi mà quý vị thiền, quý vị tu đó, we talk about meditation, we talk about cultivation. Nói về thiền hoặc là về tu đó, thì cái đầu tiên quý vị phải làm đó, là ngừng những tư tưởng đấu tranh đó. You have to stop these thoughts of fighting. Do not indulge, do not follow these thoughts of fighting. Thầy khuyên, thầy Ngài mới khuyên là không chạy theo những tư tưởng đấu tranh đó khi mình ngồi mình thiền. Any questions? Ai thắc mắc gì không? This is how my master explained the concept of fighting. Tại Ngài Thiện Hóa, Ngài giảng cái đấu tranh như vậy. Okay. All right. So this is equivalent to the Buddhist precept of no killing. Đấu tranh này nó tương ứng với cái giới mà không sát, vô sát của Phật giáo mình. We cannot explain to you the precept of not killing, but we can elaborate on the concept of no fighting. Giảng cái về cái những chi tiết của cái giới tại sao giới không vô sát đó thì giảng không được, để có thể giảng cái vị biết cái vô tranh. Because non-fighting is the more subtle level of the killing. The fighting
is the foundation of your mind of killing. Tại vì cái tranh là cái nền tảng của cái sát. Right? Agree, disagree. You kill because you want to have your way. Mình giết là tại vì mình muốn theo cái ý của mình, tòi nguyện của mình. Okay. And that's fighting right there. Yes? Why does a soldier kill? Tại sao người lính phải giết? Besides following orders. Ngoài ra phải nghe tôi này. You kill because the soldier kills, okay, out of the instinct of survival. It's not because he follows the order. Yes, because he needs to survive. If he doesn't follow the order, he's shot. He's going to be hurt. So, for a matter of survival, okay, you must kill to protect yourself. Self-preservation. Thank you. Người lính, cái vì nghĩ người lính người ta giết, người ta bắn người ta là tại vì tưởng là tại ra lệnh, không phải đâu. Tại vì người lính mà bắn người ta là tại vì muốn bảo tồn cái sinh mạng của mình, thì mình phải giết người ta. Đúng không? Tại mình chẳng hạn như ông sếp mà biểu mình đi bắn người ta, mình không bắn là ông sếp bắn mình trước, thì mình phải nghe lời trước. Ok. So, you see, so you kill in order to preserve your own life, okay? And that is the spirit of fighting right there. You get your way, okay? Thành ra mình giết là tại muốn bảo tồn sinh mạng của mình, thì đó là cái nó là kết quả của cái tâm đấu tranh. Đấu tranh có nghĩa là mình muốn theo cái ý của mình. Mình không muốn chết. You don't want to die. You want to live on. And you want to have your way. Mình muốn chết, mình muốn sống, mình muốn theo cái tòi nguyện của mình. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. And this is such a Chinese way of explaining no fighting. Ngài Tương Hóa là người Hoa, thành giảng cái đấu tranh như vậy. How does it apply to our Western society? Cái không tranh này nó liên quan gì tới với xã hội đời này, xứ Mỹ này? To the Westerners. Is it practical not to fight in our society as a normal person? Người bình thường, mình sao mình không tranh được, mà sống được? How can you possibly not fight in order to function this society? Trong xã hội này không tranh, sao mà sống được? Is it practical? Nó thực tế là không? Anyone? Is it practical? For example, how are you going to get that race unless you fight for it? Thật như mình muốn tăng lương, mình không có tranh giành thì sao mà tăng lương được? Okay. Yes. Someone always has to win and then someone has to lose. Right. It's always a winner and a loser.
You have either number one, you cannot, you know, or number two. Xã hội này phải có người thắng với người thắng trận, người bại trận. Okay? Yes. That's just not our society. It's just the way it is. You know? It is. Someone has to win, someone has to lose. But what is winning? What is losing? Thắng với thua là chỗ nào? Nó khác nhau chỗ nào? Page 16, what is winning and what is losing? Thắng là gì? Mà thua là gì? Please explain to me. Yes. Protecting what you got or losing what you got. Protecting what you got or lose it. Or lose it, right? Mình thắng có nghĩa là mình có thể bảo vệ được cái tài vật của mình, tài sản của mình. Không thì mình sẽ mất nó. Really? Really? You really believe so? Fighting is protecting? Thì quý vị thiệt sự nghĩ là mình đấu tranh là thiệt sự mình bảo vệ là không? Let's talk about assets. We protect our assets. Okay? We protect our properties. Okay? It brings to mind a story of this farmer. This is in China, I believe. Nhớ là câu chuyện Minh Tào có cái ông nông phu. He's hoeing the field, đang cày ruộng. And then he discovered that there's something that's stuck. Ông thấy dưới mình đất có cái gì đó. So he stopped and then he digs that area. Tâm ngừng lại, đào lên. What did he find? He found a pot filled with, thấy một cái lũ, cái hũ toàn là gì? Cô quả ngân. Yeah. Yeah. See, she knew it right away. This woman has gold in her mind. He's joking. Just like Goyin has in her mind constantly, what does a pot have? Gold. What else? He says. Yes, it's full of gold. Toàn là vàng không à? Okay. So what does he do? Làm gì? What would you do? What would you do? Cứ đi làm gì? Sư cô thấy cái hũ vàng. Cô làm gì bây giờ? Bắt tâm làm gì? He says, I'm going to with the gold, I'm going to do whatever I always wanted to do, I would do it. Muốn làm gì mà lúc là tha hồ mà làm, đúng không? Now, just like winning a lotto, I quit my job, I buy a car, I buy a few houses. Như là trong cuốn số độc đắc vậy. Mình nghỉ việc làm của mình, mua vài chiếc xe lái đi, mua nhà, mua cửa. Đúng không? Như du lịch, như travel. Yes. Traveling. Yes. Right? What else would you do? Vì làm sao? Huh? Làm gì? Đừng có nói. She's, oh, cô Yến is so pessimistic. Cái cô quả ngân này công nhận chắc là mình chán đời sao? Trúng cái hũ vàng nó giàu sướng cái mô xong mà thấy bệnh nó tới được, khổ tới được, thấy sướng nhưng thấy khổ được. She sees only suffering with the pot of gold. Okay, you clearly never found a pot of gold. Rõ ràng cái việc chưa ai tìm được cái hũ vàng ấy. Yes or no? None of you ever found a pot of gold. That's why I don't expect you to know what to do. Thầy biết cái việc không biết cách nào làm gì hết. What do you do when you find a pot of gold? Yes, sir. Buy a car, you take your friends out. No. See, I knew it. He never found a pot of gold. Ông nói xe, mua xe, dẫn bà, vợ. You bring your wife out for a nice dinner, right? That's what you mean. Yes. I'm sorry, you buy your wife a car. Yeah.
No, that's a wise man right there. Ông nói là bây giờ có cái hũ vàng một cái, tôi mua vợ tôi chiếc xe, dẫn bà đi ăn. Yes, well, clearly, you know, he never found bought a gold. That's what I dream of. Yes. Hide under your bed. Exactly. The first thing you do when you find a pot of gold is to hide it. Put in the bank. Something. You cannot leave it there. Agree? Quý vị thân, this is a very wise woman right there. A wise lady right here. When you find a pot of gold, you hide it. You put it away. Right? Agree, Billy? You don't leave it there. Right? You see? Oh, nhìn quanh quốc lật lật mình ôm cái hũ lam mà ôm đi. Right? Before you can spend it, okay, you need to secure it. Trước khi mình xài, mình phải giữ mà giấu nó cái đã. This woman here clearly found a pot of gold already in her prior life. Trước rõ ràng cái cô này kiếp trước đã có tìm được cái hũ vàng rồi. Kiếp trước đó, prior life, absolutely. Yes, long, long time ago. And she spent all of it, now she's poor again. Excuse me, yes. I found a box of jewelry once. Uh-huh. Real jewelry? Yeah. And what did you do? Please. Oh my God. How disgusting. No. That's not all. No, yeah. No, that. No wonder. No wonder. You don't do that. You can't do that. That's illegal. No, there's no blessings in there. That's it's no wisdom, it's called stupidity, young boy. Ông nói tôi tìm được cái rương to là nữ trang. Hỏi ông làm cái gì? Ông nói tôi nộp cho cảnh sát. Thầy chửi quá trời, sao mình dốt dữ vậy? Dốt vừa thôi chứ. You gotta be crazy. No wonder you poor. Yes, ma'am. Right, right. Actually, they found a lot of Indian historical articles, mm-hmm. But they never they review it. So we kept it as the city said there's a protection. Once they know it, the government would take, it would confiscate the. Yeah, because you own the land, but the government owns mineral rights and things underneath, I think. So we only own the right to use the land on top, but we're gonna own things underneath. Yeah, they got a lot. It's kind of cool. All these things, they so they still have it? Yeah. Oh wow! Where do they live? Arizona. Oh no wonder Indian artifacts and stuff like that. Oh, they're treasure. They're real treasure. Yeah. You can go on eBay and start selling and buy the piece. Yeah. Mm. Yeah, that's what I would do. Agree, Billy? I mean, how could you be, you know, be so selfish and not share that treasure? Oh. Okay, so you all have your own ideas on what to do with a pot of gold, right? Thì quý vị thấy không? Ai cũng biết làm gì với hũ vàng. Phải cô có ngân. What did the farmer do? Ông nông nhân làm cái gì? He left it there. Ông để đó. Okay. Left there in the field. Okay. And then he continued working. Okay. Now, this man has samadhi power, clearly. Rõ ràng ông này có định lực. Yes. He went home. Tối đó về. Tối đó về. Hi, honey. The wife says, how was your day?
về nó nè bà tôi về rồi đó, mỗi ngày đây có chuyện gì lạ không? À, nó có gì lạ hết. And, oh, by the way, I think I found a pot of gold in our field. Rồi ông nhớ sực lại nó, ừ, hình như ngày nay tôi kiếm được cái hũ vàng nữa bà, trong cái ruộng của mình đó. And the woman said, really? Bà mắc trố ra, kỳ hả, vậy hả? And what did you do? Hũ vàng đâu rồi? I left it there. Nó tôi để đó. Ah, exactly. You know what Guyin says? Exactly what his wife told him. Giúp bà đó, bà nói y chóc như bà vợ ông kia. Sao mà ngu dữ vậy? Ông điên tới đây. Are you crazy? Why didn't you bring it home? Tại sao không đem về nhà? The old man says, okay, the farmer says, no, why bother? Làm gì? Làm về làm gì? She says, if you don't bring it home, someone else will take it, you idiot. Mà mắng, mà nhảy để đẩy. Nói, trời ơi, ông đem về người ta khác, người ta thấy, người ta lấy, sao bây giờ? Trời đất ơi. And man says, he says, it's meant for me. Then I take it, I have it. Nói, nếu mà của tôi á, ông dòng bình tĩnh nói của tôi là cái này là không ai lấy. Even walk over here by itself to the house. Ông còn nói nếu mà thiệt sự cái này của tôi á, nhiều khi nó còn đi nó cái hũ vàng nó tới đây luôn, tự nó tới đây luôn nữa. Now everyone's interested, right? Ai cũng nghe. Okay. It turns out that night there a thief who is hiding outside the window. Tối đó đó có một cái người ăn trộm, nó đang ngồi ngoài nghe cửa sổ, nghe ông già và nghe hai vợ chồng nói chuyện với nhau. He heard that there's a pot of gold in the field. Nghe ông này nói rõ ràng á, ông tìm được cái hũ vàng ở trong cái ruộng ông á. So he ông tìm chạy ra. Okay. And he found the pot of gold. Thấy cái hũ vàng. Hũ này he found a pot in the middle of the field, like the guy said. Rõ ràng ngay giữa sân có cái hũ vàng như ông ấy nói như vậy. Cái hũ đó. Okay. So he said, this is my, I'm so lucky. So mình hên quá. He opened it, mở cửa ra. What do you see? It's full of snakes writhing around. Ông mở, ông nhìn mà thấy toàn là rắn, nó đang cừa quậy, nó rụng. He said, the guy is pulling my leg. Rõ ràng cái ông này, ông gạt mình. So he put the lid back on. Pick up the pot of gold. Đẩy cái nắp lại. Vác cái thùng vàng đấy, chạy đem tới nhà ông kia, để trước cửa. So he said to punish him, he decided to pick up the pot full of snakes, brought it back to the farmer's house, put it in front of his front door, and then left. Okay. In the morning, sáng dậy, okay, the man after his cup of Starbucks coffee, buổi sáng nó uống cà phê cà pháo đó. This man knows how to live, ông này biết sống. Yeah. You know? He cooked his wife a breakfast, of course.
nấu ăn cho vợ ăn, điểm tâm đã ăn xong rồi mở cửa ra, he went out, open the door, he said, hey, that's my pot of gold. Ủa, sao mà cái hũ vàng của mình? He opened it, mở cửa ra, what do you see? Gold. Mở ra thì vàng. Isn't that cool? So they became so rich, and he bought his wife a new car. And then ông giàu dễ sợ, ông mua cho vợ ông cái xe ngay lập tức. And then a few apartment buildings, mấy cái nhà, mấy nhà bạc măng này nọ. And then they live so happily ever after. No car. Oh, excuse me. I always think of the red car, but you know, it's an obsession with me. Thầy cứ mỗi lần có tiền thì cứ nghĩ tới cái xe màu đỏ hoài, nhớ lộn. So I you know, forgive me my bad memory. So what is the moral of the story? Why is that? The crook, the thief, saw the pot full of snakes. Tại sao cái ông trộm đó thấy cái hũ nó toàn là rắn mà nó cừa quậy nó trườn. Tại sao vậy? Why is it? Why is it? Anyone, please explain to me what is the Buddhist explanation for why the thief saw the pot full of snakes and not gold? Tại sao cái người Phật pháp mình giảng nghĩa làm sao giảng nghĩa được, tại sao cái người ăn trộm đó đó mà thấy cái hũ nó toàn là rắn mà không phải là vàng? Why is that? He has no blessings. That's the Buddha's explanation. Phật giáo mà giảng nghĩa như vậy. Quý vị mà không có phước, hưởng không được. You don't have the blessings. You cannot enjoy that. So he doesn't have the blessings to be rich. That's why his carpet obstructions saw gold as snakes, scorpions, whatever. Because you will not see it as its true value. Okay? Khi mà quý vị không có phước, mạc phước, mình nhìn cái cô báo giống như cái đồ thuốc độc hoặc là đồ rắn rít này nọ, không thấy nó thiệt sự là cô báo vì cái nghiệp chướng của mình, the karmic obstruction prevents you from seeing that. Just like a hungry ghost, cũng giống như một cái người ngạ quỷ đó. Okay, now he puts food to his mouth, để cái đồ ăn vào miệng đó. Okay, he feels like he's just put some hot coals into his mouth. Khi mà để cái ngạ quỷ nó lấy cái đồ trái chuối này, okay, the fruit here, okay, it's a fruit, it's food. But when the hungry ghost puts the food to his mouth, he feels like he just put charcoals against his mouth. It burns his mouth. He feels burning. He can smell his flesh burning. Cái nghiệp nó nặng dễ sợ, ngạ quỷ. Khi mình thành ngạ quỷ, mình để đồ ăn tới đó, nên cái môi mình, cái miệng mình, thì cái óc mình nó thấy rằng đó, mình mới để cái than đỏ mà đùng vào cái môi mình, nó đốt cháy, xèo, nó cháy. You can smell your flesh burning, okay? And the pain, acute pain, mà nó đau đớn dễ sợ. Tại cái nghiệp báo nó như vậy. That's the nature of its retribution. He cannot eat, ăn không được. He cannot drink, uống không được. Even though you give him water, you give him Coca-Cola, okay, he still can't drink. Nước uống không được, trà uống không được, Coca-Cola uống không được. Johnny Walker, impossible. Okay? And that's the nature of karmic retribution. Cái quả báo nó dễ sợ như vậy đó. Same thing, this thief here, he doesn't have the blessings to enjoy the riches. That's why he saw it as the snakes or something.
vì không có phước báo, thành thấy cái vàng nó trở thành rắn. Dễ sợ như vậy. Nghiệp tham ăn, tham ăn, tham ăn. She asked me, why is that the hungry ghost sees the food, the McDonald's hamburger putting against his mouth as becoming charcoal? Okay, because in a prior life, that hungry ghost was a person who's very greedy for food. Kiếp trước tham ăn dễ sợ lắm. Là kiếp này không ăn được nữa. See, in a prior life, it was very greedy for flavors. So now this lifetime as a hungry ghost, he cannot enjoy flavors anymore. He can only eat bad stuff. Bây giờ cái kiếp ngạ quỷ nó chỉ ăn đồ tầm bậy không à? Ăn thì ăn như là uống thì uống uống nước tiểu, ăn thì ăn mấy đồ gì không à? Khiếp lắm. So now, now the hungry ghost now enjoys, you know, filthy stuff. Cannot enjoy caviar and nice sake. Okay. Is that clear? He now he only eats filthy stuff. He loves filthy stuff. That's the nature of the karmic retribution. Nghiệp báo nó như vậy đó. All right. You like that story? That is to prove to you that the invisible hand theory really, really is a fallacy. Để kể câu chuyện nói cho quý vị, để chứng minh quý vị biết, cái người Tây Phương nghĩ rằng mạnh ai nấy sống là cái sự sai lầm. It's wrong. It's not right. Okay? Because it's no need to fight, không cần đấu. It's no need to kill, không cần phải sát người ta. Okay? Because all you do is you're creating offenses. Mình chỉ tạo nghiệp thôi. Mình chỉ làm chuyện đó thôi. People don't realize it. You see, for example, you steal money, ăn cắp tiền. Of course it's yours. Nó là đương nhiên mình ăn cắp tiền của mình thôi. But you don't realize that act of stealing right there brings you a lot of bad consequences. Mà mình không biết rằng người ta thiện cận không thấy rằng cái mà ăn cắp cái tiền đó nó đem lại những cái tai hại, rất là tai hại cho mình kiếp sau này. Sau trong tương lai. In the future, you ăn cắp tiền là sao? What happens when you steal money? Cắp tiền là sao? You will not be able to enjoy what you steal. Quý vị không thể nào hưởng cái mà, hưởng thụ được cái mình ăn cắp. You will not be able to enjoy it. I saw, for example, the PhD guy in mathematics who helped during the last financial crisis, use mathematics to define the credit swaps, to justify credit swaps to the Goldman Sachs and all those big banks. cái ông mà tiến sĩ về toán học á, mà ông dùng cái toán học của ông á để mà ông chứng minh là mấy cái credit swap mà đời lúc mà cái 10 năm trước mà cái nhà băng nó khủng hoảng đó, là tại vì họ bán những cái đồ tầm bậy. Yeah, the credit swaps are based on a faulty math model that he devised. He's the one who used that. Thì cái ông đó là cái ông mà ông chính dùng cái khoa học để ông chứng minh, ông tiến sĩ ông chứng minh là cái ông chứng minh trật thành những nhà băng lớn nó có quyền dùng cái chứng minh ông để nó bán những cái đồ này. Nó nhờ cái ông này nó mới bán được cái đó. So you know, so because of that, he became a millionaire, multi-millionaire. He, because of his work, he was rewarded for his work. Ông này, ông được khi mà, so he quit the business, he made his millions, and then he retired.
before the bank got into trouble. Ông này cũng khôn lắm. Ông lúc mà thời nhà băng nó bán mấy cái credit swap bậy nhau, họ làm biết mấy tiền thì ông này, ông làm cái tiền đó, xong ông ngừng lại. Ông nói, ông bỏ, ông giải nghề, ông về, ông lấy, ông làm mấy triệu, ông về nhà, ông về hưu. He retired after he made his several million dollars. Okay? I saw that report on the news. Nhìn cái tin tức, thầy thấy cái chuyện đó. You know why I found it? So he's a millionaire. Bây giờ người giàu có. And guess what? I saw him. He's a severely depressed man. Cái người này giàu nhưng đều chán đời dễ sợ. He's very, very depressed. How can he possibly enjoy his money? Nếu mà bị chán đời thì tiền nó sao sung sướng được. No matter how much money you have, you're not going to be happy. It's right there. In Buddhism, if you steal, you cannot enjoy what you steal. You cannot. And people don't realize it. You know, you steal, you become rich, then your wife divorces you. Your children will destroy your wealth. Cái đồ ăn cắp á, mình có tiền giàu gì, vợ mình ly mình. So now your wife divorces you in California, halfway, right? She gets half, you get half. Ở cái tiểu bang Cali này, mình mà vợ mà ly dị chồng á, là một người chia nửa ra, okay? Chỉ nữa ra là ông mất, so he lost half already. She didn't have to do anything. She got half of his fortune. He'll go crazy over it. Nó ly dị một cái đó. Bà không làm gì hết mà bà được một nửa cái tài sản này. Ông nổi khùng nữa. Okay. And then the children will destroy his wealth. Rồi xong con cái nó sẽ phá cái tài sản. He'll become sick, sẽ bệnh hoạn. And all his money now goes to pay the doctor. So you see... These stories, you see that in general, these people do not get to enjoy the illicitly gained money, profits. Thành thường những cái mình nhìn kỹ cái cuộc đời những cái người mà ăn gian cắp đó, họ không có hưởng được đâu, không được. The miserable, the very miserable, khổ dễ sợ lắm. It's not worth it, trust me. Once you see that, you say, it's not worth stealing. And the future, trong tương lai, in the future, you have to repay what you steal plus interest. Và trong tương lai, mình phải trả lại cái mình ăn cắp đó, cộng với tiền lời nữa. There's no way out. You, what you steal in the future, you have to pay back plus interest. That is fixed. It cannot be changed. Trong tương lai phải trả lại cái mình nâng cấp cộng thêm tiền lời nữa. Không cách nào mà tránh được hết. It's not possible to avoid that. Not possible. Tránh được. So why we would steal? Nâng cấp làm cái gì? You see, in Buddhism, when the Buddha is very wise person, Đức Phật người rất rất là có trí huệ. So he saw all this. Ngài thấy được tất cả cái diễn biến này. He sees this person steals in the future, had to pay back. Okay. Plus interest. Đức Phật nhìn cái Phật nhãn, Ngài thấy từ cổ chí kim là chuyện nó xảy ra. Every single time, that's what he says. Đúng, don't steal, don't kill. Thế Đức Phật mới nói là đừng ăn cắp, đừng có giết người ta. You kill someone in the future, what's going to happen? Mình giết người ta trong tương lai chuyện gì? They kill you. Tương lai nó sẽ giết mình lại. Okay, so that is why, what's the point in fighting? Going back to the concept, no fighting, no killing. Tại sao mình không đấu làm cái gì? Okay, fighting is to create offenses. Mình đấu, mình tranh là tại vì mình đang tạo nghiệp. You're creating offenses, you're harming someone. Mình đang hại người khác. Okay, and you will be harmed. Trong tương lai, mình sẽ bị hại. Is it worth it? Đáng là không đáng? Huh? Is it worth it?
I don't know. You have to think about it. Phải ngồi suy nghĩ lại. Then someone says, "How can you not fight and get ahead in society?" Có người nói, nếu mình không đấu, sao mình thăng quan và tiến chức được? People say that only because they don't understand how people are promoted. Người ta nói như vậy là tại người ta nói phải cần giành giật, phải đấu tranh, phải giành giật mới được thăng quan tiến chức. Tại những người ta nói như vậy tại người ta không hiểu làm sao mình thăng quan tiến chức. Ultimately, you get raises, you get promotion because of your blessings, not because of your fighting. Just like the pot of gold, the farmer and the pot of gold story. Thì cuối cùng, quý vị biết không, cái thăng quan tiến chức là tại vì cái phước của mình. Giống như cái chuyện cái ông nông dân với cái hũ vàng vậy đó. Cái phước ông có là ông ai lấy được. If you have the blessings, no one can take it from you. Ông ai lấy được hết đó. No one. Không lấy được. Okay. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. What if you're fighting to defend someone? What if you're fighting to defend someone? For example, who are you defending? An old lady. Ah, so Asian. The Asian his concept where xiao xia. What is it? Có cái người Á Châu mình có cái câu hỏi. The question she has, what if you're fighting to defend someone else for a good cause? What she means. Okay? Mình đấu để có một cái lý do. Chẳng hạn mình đấu để mình bảo vệ một cái người yếu. Yeah. Thì thầy nói là cái giống như cái người Á Châu mình có cái tinh thần gọi là tinh thần hiệp sĩ, đúng không? Thì the Asian has the concept, I don't know the Westerners have that, the concept of the hero helping the weak, you know, Robin Hood helping the hood, helping the poor, right? So the Asian have that. They say like, you know, you learn kung fu and enter the dragon in order to save the weak, yeah. Clearly, you know, you guys don't watch Bruce Lee at all, except that young lady over there. Only she knows what I'm talking about. Everyone, Enter the Dragon, what are you talking about? Okay? So the Asian has a concept where you learn the sword and you learn to become a samurai to protect the weak and so forth. Like that. Okay? So Asian. Okay? Yeah. Or the knight in shining armor going and save the damsel in distress. Hoặc là người Mỹ có cái câu là mình làm người hiệp sĩ kiếm sĩ mà tới mình bảo vệ một cái nàng công chúa mà đang cần lâm nguy. Okay. So is that fighting? Is that okay to fight? Câu hỏi là như vậy mình đấu là không đấu? Is that okay? Billy, is it okay? Is it okay to fight in order to protect your daughter? Nếu như mình đấu để mình bảo vệ con gái mình được không? Is it okay? Depends on the situation. Billy is now getting, you know, cautious. Before I said yes. Yeah, Helen appreciates it. Is it okay to fight in order to protect your wife? Mình đấu để bảo vệ cho vợ mình. Your children, bảo vệ cho con mình. Is it okay? Is it? What do you think? Is it okay or not? You think it's okay? I just told you it's no fighting. Whose side are you on? You're my disciple. You can't talk like that. She's not my disciple. That's why she can ask these types of questions. Có người đệ tử thầy nói là kệ mình đấu được đấu gì thầy nói tầm bậy trời đệ tử thầy mà nói ngược thầy đâu có được cái cô con là không phải đệ tử thầy nói ngược được. Okay, non-disciple is forgivable. Yes. Hai trường hợp mình nói đi. Bây giờ mình sống mình biết đạo thì
mà nói về một cái xã hội đó, mình đấu đó, thì thế nào trước sau gì cũng phải thua, chứ không phải thắng mà. Bây giờ mình dùng một cái mình đạo thì mình dùng một cái từ bi thì sẽ trồng những cái phước lành, thì luôn luôn lúc nào luôn tốt hết. Từ mình đi ngoan ngoãn mình đấu, bây giờ tôi thấy cái chiếc đó tôi muốn đi làm. Tôi hát áp ra được cái người này. Thì cái chức này không phải tôi làm, tôi được vô được cái chức này. Cái người kia nó vô không được làm sao, nó mang một cái trả thù ra. Nó không được trả thù. Không có hay bởi cái xã hội những cái đấu tranh của bạn. Rồi mình biết, tạo ra mình biết đó. Mình phải chồng cái nhân tốt. Nhân tốt chồng ra thì mình gặp cái người tốt. Đúng. I tell you, before I answer you, I tell you the story. Trước khi thầy trả lời cái này, thầy cho kể cái câu chuyện này. There's a man I know, có người kia, thầy biết. He was about to enter chan chi, vào cái thiền thất, nhập thiền thất, sắp nhập thiền thất. And he received a letter. Trước khi nhập thiền thất ngày đó, okay. Thì nhận được cái thơ. The same day he entered, he started his chan chi, he received a letter from his ex-wife. Thì nhận được cái lá thơ từ cái vợ mà vợ cũ của mình, vợ ly dị mình. Okay. It says that I want to double the child support. Nói tôi đòi tôi tăng gấp đôi cái tiền mà cái tiền tiền gì child support Vietnamese trợ cấp, không trợ cấp là quốc gia người ta mấy người nghèo, còn cái này tiền trả cho con, ok, trợ cấp cho con. Her lawyer, she hired a lawyer wrote on my client behalf, we are petitioning the judges in order to double your child support payments every month. Okay? They agreed to child support already. Lúc mà ly dị đồng ý là trả tiền rồi. Đằng này trước khi mà ông vào nhập thiền thất á, ngày ông nhập thiền thất á, cái luật sư mới đổi mặt, bây giờ tôi muốn gấp đôi cái này. He said, they agreed to it already, mind you. Đồng ý hết rồi, đồng ý là trả bao nhiêu một tháng rồi. Cái trước khi ấy, luật sư nói bây giờ tôi muốn gấp đôi. To fight or not to fight? Đấu là không đấu. Billy. Fight. Now, Billy suddenly discovered he has a spine. I'm going to fight my ex. Billy says, fight. Ông Billy, ông nói là, đấu. Any one of you. You fight or not fight? Who's fighting? Raise your hand, please. One. Okay, the end of the dragon lady. Only one fighting. Two. Three. Double for my money. Are you kidding? Do you get the child support, additional child support? Yeah. They're going to petition and they're going to ask to twice the amount. And the option is for this man here to hire his attorney and go to court and so forth. Okay. Cái người ta này thường thường người ta là mướn luật sư để cãi lại. Okay. You would fight. Okay. Billy would fight. And two more, this family here is a clearly a guerrilla family. gia đình đấu vậy sao? Okay, anyone who just arrests you don't fight, right? Can I assume you fight too? No, this is attorney. You see, he's about to sit down and meditate. Okay, and then he suddenly, oh, there's a letter from the lawyers. The lawyers and it says we are asking for twice the child support amount. He's about to start the chan chi. And he
he opened his letter. He said, let me clear out all my letters so that I can sit and meditate for a month. Ông tính là mình ngồi mình thiền thiền thất cả tháng luôn. Thì mình trước mình lo mấy cái giấy tờ mình cho xong rồi mở giấy tờ có về thơ cái thời luật sư nói bây giờ chúng tôi đòi yêu cầu gấp đôi. You know, I mean, how you do chanti now? You never been divorced. You know what I'm talking about. My boys never been divorced. Mấy cái ông này chưa học trò thầy đàn ông chưa biết ly dị lưỡng gì là nó ngồi nữa. They don't appreciate the story, the dilemma. Such a dilemma. What do you do? You don't fight. You lose more money per month that you don't have. Mình không đấu á, thì mình kẹt. Kẹt thêm tiền. Right? And this is unreasonable. Mà nó chơi ác quá. Especially right before you start the chanti. Ngay mình bắt đầu thiền thất nó chơi một đòn như vậy. So he thought of it. Ông ngồi suy nghĩ. Ông nói là rõ ràng mình tu pháp ngày tiến hóa là vô tranh. Nó tới nó thử mình có tranh không tranh cái đã. Khoan nói chuyện thiền đó. The test right there. He immediately understood. Hiểu ngay lập tức. He says, I am a disciple of Master XuanHua. Đệ tử ngài Thiền Hóa đó nha. And he taught me, my master says, no fighting. I'm about to start his chanchi. Do I fight or not? Tại tới nó thử mình coi thử mày đệ tử, ông đệ tử ngài Thiền Hóa. Ông đấu hay không đấu thì tôi coi. You guys talk about theory only. Mình kêu mình nói toàn lý thuyết. This happened. This is a true story. This is chuyện thật. You are a disciple of the master who says no fighting. Are you going to fight now? Will you call your lawyer? Kêu luật sư không? And ask your lawyer, you know, go fight this woman here and call me. Here's my number. Here's my email. Contact me tomorrow. Next week, let me know what I need to do. Đúng không? Mình nói kêu luật sư. Gọi tôi biết cái chuyện là phải đấu ra sao. Rồi liên lạc cho tôi biết cái đâu có ấy được. Như vậy là then your chanti is gone. Thiền thất mình tiêu rồi. Right? You're done. Your chanti is done. Forget it. So what to do? Làm sao bây giờ? This is a true test of your belief in fighting or not fighting. Rõ ràng cái người này nó bị thử thách là thiệt sự tin, thiền là không tranh là thiệt là không. And if you fight, you cannot do the chanti. Đấu là không cách nào mà ngồi thiền thất xong được. Đúng không? That's it. You remember we talk about foundation, mình nói cái chuyện cái nền tảng. If you fight, you cannot do chan. Quý vị đấu, quý vị làm thiền được, tu thiền không được. It's very simple, very straightforward. You fight, you cannot meditate. Đấu là thiền không được. Làm sao bây giờ? What do you do? She fights. Mấy người nào đấu? These fighters. What do you do? Oops, sorry, time is up. Hết giờ. What did he do? Yes, Billy. Praying? Billy says, one Yin Bodhisattva, save me, save me. What would you do? You know what he did? He says, he realized that this is a test of whether he's believe in no fighting or not. Because he doesn't know about, he doesn't read about. He only knows that my master said, you know, fighting. Okay. My master never told me not fighting with your ex-wife. You hate to your bones. Okay. Nhất là nhất mình vợ vợ mình thù nó tới tận tận xương tủy mình luôn đó. Okay, that's why you get divorced, right? You find out when your husband divorces you, they hate you to death. Okay? So he says, this is a test of my belief in my teacher's teaching. Thử thách ngay là mình có tin cái pháp của thầy mình là không. So what did he do? He says, I, just for the heck of it, will do no fighting and see what happens. Ông này hay lắm. Ông nói là bây giờ mình không đấu.
Never call a lawyer. Không gọi luật sư. Chấp. And what happened? Vicky asks. Oh, time is up. I'm going to explain this. Time. No more time. Every night we go over 1 hour. Tối nào cũng nói hơn tiếng đồng hồ. I feel so terrible. I feel so bad. I'm keeping you away from your family. Thầy khổ tâm như sao? Tối nào thấy quý vị cũng là ngồi đây lâu mà muốn về nhà. Right? You want to go home, rush home, and you know, take care of your children and your your dogs. And lo về nhà, lo con cái với mèo chó của mình. And what happened? Of course, his child support doubled. đương nhiên là cái tiền thua. They went, the oil lawyer went to the judge and said, "Judge, we want double the amount because of that." Okay, thì tới họ tới ông luật sư bên kia nói là cái này phải tăng lên là tại vì cái những lý do này. Whatever reason he gave, and the judge says, "What about the husband?" Why the ông chồng ở đâu? No one there. So what does the judge have to say? Okay. The judge asked, "Did you notify them?" Yes, we did notify him in writing, in certified letter. Gửi thơ bảo đảm tới mà. Là ông ghi nhận rồi. Okay. Thành nói với con tòa là chúng tôi muốn như vậy. Mà ông chồng không có mặt, không có luật sư có mặt. Thì làm gì? Con tòa phải phá cho này. It's no fight because one-sided argument. So the judge has, okay, have it your way. So he doubled the child support payment. Okay, thành ra tăng gấp đôi. Okay, and guess what? When he meditated, don't you think he knows that? Quý vị nghĩ coi, ông này đâu phải dốt đâu. Lúc ngồi thiền, quý vị nghĩ ông biết ông sẽ bị thua hay là không thua. He knew he's gonna lose. Chắc chắn sẽ bị thua, right? Mm-hmm. Hey, it's very black and white. You don't show up, you lose. Tới quan tòa, you go to in front of the judge, and if your opponent doesn't show up, the judge will rule in your favor, right? Đúng không? Mình tới quan tòa mà mình có cái người mà đấu với mình đó mà không có ra mặt á, thì đương nhiên mình thắng, con tòa xử cho mình chứ, đúng không? Phải không cô Hiền Liễu? Có kinh nghiệm như vậy không? Yeah, see, that's what happened. So he lost his child support payment double until she's 18 years old. Tới 18 tuổi, trả, nên chết luôn. And so basically, at the time, his salary is not that high. So basically, he has a cutback, you know, on a lot of stuff. Khổ vậy, sự đó đâu có tiền đâu. Mới làm việc, đâu có nhiều tiền. Thành ra lương đâu có cao. Thành ra mấy năm cực dễ sợ lắm. He knew that full well. Biết như vậy. No fighting. Không có đâu. And guess what? Chuyện gì xảy ra? He stayed at Master Shihua's temple for 1 month. Ở một tháng luôn. Practicing chan. And broke through. Tu xong luôn. Dễ sợ. Một tháng. Is it worth it or not? Chan told it. Chan San told it. Tu thiền tới nơi tới chỗ. Vì không vì sẵn sàng thí cái đó. He successfully practiced chan because he's willing to give up fighting. I'm not fighting. Not for this month. In this month here, I'm not fighting. Trong tháng này tôi không đâu. Mà tu thiền xong đạt luôn thiền. Dễ sợ. Had he decided to fight, he would have not be able to do it. Mà nếu như mà đấu là không thể nào thiền xong rồi. Mất cơ hội. He would miss the boat that time. Sẽ mất cơ hội. Now,
is double the payment worth accomplishing trả, là mình trả thêm gấp đôi đó, có xứng đáng hay không xứng đáng? Worth it, yes? Absolutely, right? On top of it, guess what happened? Chuyện khác nữa. I haven't told you. Do we have enough time today? On top of it, you know what else happened? The wife, the ex-wife's attitude changed 180 degrees. No more fighting. They were fighting tooth and nail. Trước đó là vợ cũ nó đấu, nó cào mắt, nó đấu từng ly từng tí, nó không có nhường một chút. They were fighting tooth and nail, non-stop, đấu hoài. That's why she came up with the idea of doubling, just to pick a fight with him. Cái này là đòi gấp đôi để mà đấu với ông thôi, để gọi là rồi là giày vò cái thằng khỉ cho nó chết, cho mày chết với tao. Okay, that's all she did. She wanted to harass him. That's all she did. Never thought he would give up the money that he barely have enough. Nghèo mà dám trả gấp đôi, dễ sợ. And when she saw that, she stopped fighting him. Ngừng không đấu. She stopped fighting him after that. No more fighting. Bở không đấu. So you see the consequence of not fighting is the opponent stopped fighting. Quý vị thấy cái quả báo không? Mình không đấu, người ta ngừng đấu. Isn't that clear? Isn't that fascinating? Not only that, không phải như vậy không? He said something very interesting to me afterwards. Sau này, ông mới kể lại thầy. He says, because my ex-wife stopped fighting with me, khi mà vợ cũ mình nó không đấu mình nữa, guess what? My child now still has a father and a mother. Con của tôi đó, nó vẫn còn cha, vẫn còn mẹ như thế. Worth it to you or not? Đáng hay không đáng? Not to my boys never had children before. Con trai thầy nó không bao giờ có con, hiểu vậy nó. Now he says, I go over there, you know, she treats me like the child's father, not an enemy. Mình tới đó nhà cái bà vợ cũ đó, okay, thì bà vợ cũ đối mình giống như là cha của con gái của mình, chứ không phải là kẻ thù của nó. It makes a huge difference in a child's life. Yes or no? Cái đó đối với con nít nó quan trọng lắm á. Nó thấy cha mẹ không cấu xé nhau, nó đỡ khổ tâm dễ sợ. Okay? And then 10 years later he got crazy, so then the child support maybe no longer a big deal. 10 năm sau lương tăng cao, nó chẳng nhầm nhé. Cái tiền tăng nó chẳng nhầm nhé. But he suffered for years. Để khổ lắm. The original question. Okay? I know you're still waiting for your answer. I need to give you an answer because I have my time limit. Okay? Thầy phải trả lời cho nó xong. Okay? What if you have a cause to fight? Nếu có cái lý do mình đấu. In order to help others to do something right. Yes? Thì mình cần đấu để mình làm, giúp người khác làm cái gì đúng. Is it okay? Cái đó nên làm hay là không? No? Mm-hmm. And there is his father, older man, and his son is pretty big. His father is older man? No, his father, the older man with his son. Mm-hmm. Okay, so his son pretty tall, like probably. Yeah, it's tall as almost like her, mm-hmm. shorter than Jessica. Okay. And then he just like get really angry and fight his dad. Like he actually take his head and beat his dad head. Like nobody's there to stop him, you know?
He was like dead or alive, and it just like ran there and started the fight, like kind of started. Are you crazy? Yeah. These people know karate. Judo. And then a couple of guys came in and stopped her when she saw her. But I was like, she's not fighting, but I think it's more like meddling to people's business. But is there something that... And what happened? Did the guy fight back? Beat her up for good? No, he didn't. Like a girl, I don't know if he was shot, but he actually stopped. And then his father said, call the police. And the people like, start coming. When she took the action, but not nobody, like, I don't know. Oh, you can make a movie out of this. This is a movie coming out, you know. It's so cool. Yeah, we did an awful trip, and then we saw that. I was like, we all scared, you know. But she's not Buddhist, right? She's not. She's not Buddhist. She's like, that figures, I yeah. See, like, yeah. Culture, like, she raised in the U.S. versus in Japan. I see people like so care. It's just like, they just watched it happen. They no one did anything. Amazing. Yeah, that's it. The boy, the way look at her, they look at her shock. Yeah, like she stopped him. Like, wow. Like, now, let one detail we need to have is that does she know like kung fu, you know, did she did a panda thing? Yeah, no. Yeah. How crazy! Yeah, is it dangerous? She's living dangerously. Clearly, this girl here likes living danger, dangerously. No. I don't recommend it. Okay, I stick to Buddhism thing, the Buddhist thing, and not fight. I wouldn't recommend it. Okay, especially a girl going picking a fight against a boy. Yeah. Oh my God, this is too much. Guy, buddy. I wouldn't. I'm gonna numb rồi đó. My God, yeah. So to fight or not to fight, that is the question. Let me hỏi là cái đấu không đấu. Who would fight? Who would do something like that? I'm going to ask the Buddhists now. That's a non-Buddhist thing. But I ask you Buddhists, what would you do? Những người. Yeah, but. What would the Buddhists do? My disciples who know full well that we don't practice fighting, we practice no fighting. What would you do? Quý vị làm sao? You don't call it fighting? Yeah. Acha! Okay? He said, okay, would you do that? You would do that. Brady would do that. You crazy man. What do you mean not fighting? You intervening and you are stopping his action. You don't call that fighting? I call it fighting because you stopping the fight of someone. You fighting that man. You going against his will. It's called fighting, my friend. It's not called non-fighting. It's fighting. Yeah, but you going against his will. That's called fighting. Okay, whether you stop it or not, it's still fighting. Yeah, going against people's will is called fighting. And I never realized that Japanese men are so weak towards
you know. And she, he knew that you're not Japanese, right? You're not dressed like a typical Japanese. That's what saved her. Yeah. You know, if she were like, she looked like a Japanese. And then you'll be in big trouble. He will punch you in the face. She was shocked. He was shocked that she's a foreigner. Yeah, he was like this, right? And he said, do I need to be known as Japanese man beating, you know, a foreign female? It crossed his mind. Because if she's Japanese, he would have less restraint. Người này, người đàn ông này mà thấy mà trong cái xe lửa mà người ta tới ta can thiệp cái chuyện mình đánh cha mình đó, mà cô này dám can thiệp chuyện đó, đó. Là người đàn ông Nhật mà thấy cái cô này không phải người ngoại quốc là đánh người đàn bà đó, không án đâu, nó lộn xộn. Nhật cộc lắm, Nhật cộc dễ sợ lắm. Okay. No more comments, please. I am running out of time. Hết thời giờ rồi. Okay. Please, no more, please. No more. Okay. So what's the question? I will tell you what I would do. I don't ask you what you would do anymore. I tell you what I would do. Okay. Hết thời giờ. Thầy không hỏi cái gì. Ý kiến cái gì. Thầy nói ý kiến. I will offer you my opinion. Okay. I would fight. No. I would fight. Absolutely. Why? How could you not? How could you not? I ask you, where is your conscience? Cái lương tâm cái gì ở đâu? Mình thấy người ta bị đánh, sắp bị thương tới nơi rồi. Mình đứng yên này, đứng yên. Can you stand there and watch someone getting hurt? No way. What kind of person are you? Mình lương tâm nào có thể đứng để đợi để người ta bị đánh bị thương được, right? What kind of person are you? You like that? Okay? Agree? Okay. Never mind about Buddhist or non-Buddhist. I don't care. I'm talking about human being. Can you stand there and watch someone getting hurt and not do anything? My answer personally, no. Thành thầy chỉ nói về cá nhân, cái phương diện các con người thôi đó. Mình có thể mà đứng yên, mình thấy người ta bị hại, mình có thể đứng yên được không? Thì cái lương tâm thầy với việc với một con người thôi đó, thầy nói thầy làm gì cũng được. I cannot do that. I will have to do something. I will stop the fight myself. And feel bad later. Xong rồi. Tuổi thân, sao mình cái số mình nó con rệp dữ. And then I say, why is it only bad things happen to me? No one else. Why does a fight has happened in front of me? Xong rồi mình khóc, nó tại sao mình cái số tôi con rệp dữ. Tại sao họ đánh nhau trước mặt tôi làm gì? Đợi tôi đi qua rồi đó. Can they wait a little few more minutes and you know, it has happened during, you know, right now in front of me. Yes. You know, what if he has a gun? Yeah, that's different. That's different. What if he has? What if he has a samurai sword? Yeah. No. I said no. Then it's totally different. Yeah. Then you play the one yin. Lúc đó mà tao cầm cái súng á, tao cái dao thì mình cầu cứu quán thêm Bồ Tát. Okay. You pray one year, please help that person. I can't. Buddha, please, Buddha, rescue. Fuck no. Where is the Buddha? Yeah, but I don't feel like. Or call Master YongHua. Hey, can you? Hỏi thầy Vĩnh Hoa, mình thầy giúp đi Tây Phương là. Yes, ma'am. Another question back there. What? It doesn't matter. We talk about our conscience first. I'm talking about, can you stand there and do nothing? My answer is that me personally, I can't.
Maybe others can stand it, but I can't. It's not how I'm wired. Okay? I see something, someone being hurt, I cannot stand still. It's not, I can't do it, personally. Thầy chỉ nói, thầy không biết về nhân quả, thầy không biết gì hết, chỉ nói về cái cá nhân mình thôi. Thấy người ta bị thương, sắp bị hại, này, mình thầy đứng yên được, làm gì cũng được. I cannot do that. Period. Okay? So I have to do something. Now, it's beyond Buddhism, before Buddhism. Now, from Buddhist perspective, cái đó là nói trước về cái cá nhân, phương diện của người thôi. Human perspective, I can't stand still. But what about Buddhist perspective? Cái Phật Pháp thì sao? Is it fight? Is it a violation of fighting precept? Nó chống lại cái nó đi ngược lại cái tông chỉ là vô tranh không? Is it? No, it isn't. That's why. Yeah, thank you. That's why. That is why there's no fighting for you, it's no fighting for me. Quý vị thấy không? Có vô tranh của quý vị khác, vô tranh của thầy. What is the difference? For you, it's fighting, right? Don't give you cannot fight. For you, it's fighting, right? You're fighting someone. You're going against someone's will. Yes? For me, it's not fighting. Because one reason is, đối với thầy không phải tranh. Because I'm not fighting for myself. Therefore, I'm not fighting. You need to understand what fighting is about. Fighting is for yourself. You know, fighting for yourself? It's not fighting, it's safe. That's what no fighting means. Meaning you don't fight for yourself. But if you fight to protect the country, to protect others, you're not fighting for yourself, then it's no fighting. Is that clear? Quý vị hiểu? Nếu mình đấu mà cho mình mới gọi là đấu. Còn nếu mình đấu mà vì người khác, vì giúp người khác, vì tổ quốc này nó không phải cho mình á, thì không phải là đấu. You doing the right thing. Đó là làm chuyện đúng. Yes, ma'am. Too complicated. I have no more time. Why do you? I'm trying it out. Can we talk about it another time? Because this is too complicated. The kitchen business is going to take another hour. Cái chuyện ở trong bếp thầy nói trước rồi, không thể là giải quyết trong một phút được. It's too complicated. Okay. We stop here tonight. Thank you. Thank you.